Hello everyone, welcome back to English Through the Bible. Today is Saturday the 30th of December. We will be listening to the letter of Saint John and learn some phrases. Mừng các bạn quay lại với giờ học tiếng Anh qua Thánh Kinh cho hôm nay là thứ bảy ngày 30 tháng 12. Chúng ta sẽ cùng nghe bài trích lá thư của Thánh Gioan Tông Đồ và sẽ học những cụm từ sau đây. The first phrase is for somebody's sake. Bản thân từ sake không có một ý nghĩa cụ thể. Khi ta nói for someone's sake hoặc là for something's sake, ta hiểu rằng là vì ai đó hoặc là vì điều gì đó. Ví dụ, for your sake, vì bạn, for Jesus' sake, vì Chúa. Vì đồng nghĩa với việc là ta chỉ cần bỏ từ sake đi thì ý nghĩa cũng thế. I did this for you, for Jesus. To conquer, chinh phục hoặc là chiến thắng. Và ta lưu ý từ này phát âm nhấn bằng đầu. Conquer. Sensual lust. Để nhớ từ này thì ta hãy nhớ từ sense. Sense là những cái cảm giác, những giác quan. Vậy thì tính từ sensual sẽ liên quan đến cảm giác, giác quan của con người. Giác quan liên quan đến việc sờ chạm, xác thịt. Và lust là một thứ ham muốn. So sensual lust thường được dịch là ham muốn hoặc là đam mê của xác thịt. Enticement. Something that really makes us want to have it. Một cảm giác ta có khi mà mình nhìn thấy một điều gì đó mà mình muốn có ngay lập tức, thì cảm giác đó gọi là enticement. Sự quyến rũ, sự mê hoặc. Cảm giác đam mê, muốn có được điều gì đấy ngay. For example, we look at this chocolate and we want to eat, right? Yeah. A pretentious life. Từ này bắt nguồn từ động từ pretend, tức là giả vờ. Hey, giả vờ tức là gì? You don't have it, but you pretend to have it. Có rất nhiều người tuy không có của cải vật chất gì cả, nhưng mà họ sẽ giả vờ như họ có rất là nhiều. Và từ đó mới xuất hiện nên tính từ là pretentious. Là khi bạn không có nhưng mà bạn xạo xạo hoặc là bạn nổ, bạn bom là bạn có, ta gọi là pretentious. Và như vậy thì pretentious life thường được hiểu là một lối sống mà thích ba hoa, lối sống ưa vật chất và thích khoe khoang về vật chất. Pretentious life. To remain forever, tồn tại mãi mãi. Chúng ta cùng phát âm lại những từ vừa rồi. For somebody's sake. To conquer. Sensual lust. Enticement. A pretentious life. To remain forever. Let us go on to the reading for today. A reading from the letter of Saint John. I am writing to you, children, because your sins have been forgiven for his name's sake. I am writing to you, fathers, because you know him who is from the beginning. I am writing to you, young men, because you have conquered the evil one. Do not love the world or the things of the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, sensual lust, enticement for the eyes, and a pretentious life, is not from the Father, but is from the world. Yet the world and its enticement are passing away, but whoever does the will of God remains forever. Về ý nghĩa thì bài đọc hôm nay là những lời mà Thánh Gioan viết. Thì Thánh Gioan viết rằng là tôi viết cho các người là những người làm con, the children. Your sins have been forgiven là tội của các người đã được tha. For his name's sake, vì danh Chúa. Là vì cái tên của người, đúng không? Tên tức là danh, vì danh Chúa. Rồi khúc giữa là I'm writing to you young man, viết cho những người trẻ tuổi. Because you have conquered the evil one, các người đã chiến thắng sự dữ. All that is in the world, tất cả những thứ thuộc về thế gian này, bao gồm là sensual lust này, ham muốn xác thịt này, enticement for the eyes này, những điều mà làm cho con mắt cảm thấy đam mê này, and a pretentious life, và một lối sống ba hoa,
is not from the Father, lại không đến từ Chúa Cha mà là đến từ thế gian. Và câu cuối cùng, whoever does the will of God remains forever. Bất kỳ ai thực thi thánh ý của Chúa thì sẽ tồn tại mãi mãi. Remains forever. Today we learn very good phrases from the letter of Saint John. Thank you very much and may the Lord be with you.